Chào thầy cô và tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về bài 20 vị trí tương đối của hai đường thẳng, góc và khoảng cách trong sách giáo khoa Toán kết nối tri thức lớp 10. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm trên phần mềm GeoGebra về phần 1 vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vậy đầu tiên để làm các bạn cần chuẩn bị cho mình một phần mềm GeoGebra Classic, có thể là phần mềm 5 hoặc 6. Tiếp theo đó là các bạn chuẩn bị cho mình một cái giáo án bài dạy và một phần text của giáo án bài dạy nữa để chúng ta tiến hành cho vào GeoGebra. Đây là nội dung mình sẽ định dạy trong GeoGebra, đó là phần 1 vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đầu tiên các bạn mở phần mềm GeoGebra Classic. Chúng ta sẽ biến đổi cái hình nền màu trắng này thành nền màu xanh cho giống màu bạc. Các bạn ấn vào cài đặt. Sau đó các bạn chọn chỗ hỗn hợp, các bạn chọn màu nền. Các bạn hãy chọn màu xanh của bảng. Sau đó bấm OK. Thì lúc này cái bảng của chúng ta đã trở sang màu xanh để thoát ra bạn âm dấu X. Sau đó chúng ta hãy chuyển sang cái phần text giáo án để chúng ta copy. Ở đây các bạn có thể chia thành hai tab hoặc là di chuyển để làm. Ở đây là tiết 70 bài 20 vị trí tương đối của hai đường thẳng, góc và khoảng cách. Thì ở đây là mình có thể gõ cái này trực tiếp hoặc là mình copy từ Word sang. Ở đây mình có thể gõ trực tiếp nhé. Nếu gõ trực tiếp các bạn ấn vào chèn chữ, xong bạn ấn vào một điểm, gõ là tiết 70 bài 20 vị trí tương đối giữa hai đường thẳng góc và khoảng cách tiết 1. Sau đó các bạn bấm OK. Thì lúc này tên bài của chúng ta đã hiện ra, nhưng mà đã đang ở chữ đen để cho giống cái chữ của màu bảng. Thì các bạn chuyển sang màu trắng bằng cách nhấn vào nó và ấn thiết lập. Hôm nay các bạn chọn màu sắc, các bạn chọn màu trắng rồi ấn dấu X. Thì lúc này mình đã có tên bài là tiết 70 bài 20 vị trí tương đối giữa hai đường thẳng góc và khoảng cách tiết 1. Vậy để nó không bị trôi đi thì bạn ấn vào chuột phải chọn khóa đối tượng, thì lúc này cái này nó sẽ không bị di chuyển đi đâu cả dù bạn kéo như thế nào. Tiếp theo sau đó sẽ là phần kiểm tra bài cũ. Ở phần kiểm tra bài cũ này mình sẽ gọi học sinh bàn kiểm tra bằng cách kiểm tra miệng. Thì các bạn có thể là gõ câu hỏi hoặc là copy trực tiếp vào. Đây mình sẽ gõ trực tiếp vào nhé, kiểm tra bài cũ. Câu hỏi. Phương trình đường thẳng là gì? Bởi vì buổi trước là bài 19 chúng ta học bài phương trình đường thẳng nên chúng ta sẽ có câu hỏi là phương trình đường thẳng là gì? Thế nào là một vector pháp tuyến? Thế nào là vector chỉ phương? Sau đó các bạn nó OK. Thì lúc này sau khi gõ xong thì sẽ hiện ra cho mình là câu hỏi. Nhưng ở đây câu hỏi của chúng ta các bạn thấy nó đang bị dít vào nhau đúng không? Vậy để làm sao để cho nó không bị dính với nhau, các bạn ấn cho mình một dấu
sực xuống. Ấn hai lần dấu sực xuống là xuống dòng nhé. Và để cho nó cắt cách ra, các bạn ấn cho mình là sượt tách mở ngoặc. Thì lúc này cái câu hỏi của mình nó sẽ hiện lên. Ấn vào thiết lập để đổi sang màu trắng. Sau đó ấn dấu X. Ở đây mình thấy cái chữ này nó vẫn đang, mình muốn cho nó xuống dưới này. Rồi sau đó mình sẽ khóa đối tượng lại. Tiếp theo mình sẽ, sau khi kiểm tra bài cũ thì mình sẽ dẫn dắt học sinh để vào bài mới. Ở đây để vào bài mới thì chúng thì mình có lấy một ví dụ. Ở đây có một hình học thì mình sẽ căn cho C và căn chung V để dán hình đó vào. Dán hình này vào, chúng ta sẽ cho nó nhỏ đi một chút. Rồi đây mình ẩn tên đi cho đẹp nhé. Mình sẽ khóa đối tượng lại để cho nó không bị di chuyển đi linh tinh. Thì ở đây là mình sẽ lấy một cái ví dụ, đó là để dẫn dắt vào vị trí tương đối của hai đường thẳng. Thì như chúng ta đã biết thì những nhà thiết kế, những nhà kiến trúc sư mà muốn thiết kế ra được một bản vẽ tòa để xây được một tòa nhà hoàn chỉnh và hoàn hảo thì họ thường phải có những bản thiết kế trước cái mô hình của tòa nhà đó. Thì như trên đây là một cái mô hình tòa nhà của mình. Thì các em học sinh có thể thấy là ở đây có đường, mình sẽ tạo một đường. Đó là một đường thẳng biểu diễn cột tường từ trần nhà xuống nền nhà. Đây là đường thẳng biểu diễn chiếc cột tường. Đây mình sẽ đổi màu của nó nhé. Mình sẽ đổi nó màu xanh và mình để cho nó to tầm 8 cm. Sau đó mình lấy thêm một đường dưới nền nhà nữa. Đây là đường thẳng chỉ nét nền của nhà. Ở đây mình sẽ đổi sang màu khác như là màu màu đỏ đi. Lúc này các em học sinh mình thấy là hai cái đường này nó đang cắt nhau tại một điểm. Đó là đường thẳng chỉ chiếc cột nhà và đường thẳng nền nhà đang cắt nhau tại một điểm. Đây mình sẽ ẩn ẩn cái tên nó đi cho học sinh dễ nhìn. Và mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa, đó là một đường đường nền nhà và đường trần nhà. Mình sẽ lấy đường nền nhà của tầng 2, mình sẽ chuyển sang màu và sang là cây, và một đường trần nhà nữa. Đây là đường nền nhà của tầng 2 và đường nền nhà của tầng 3. Thì mình sẽ hỏi, mình sẽ có thể hỏi học sinh là hai đường thẳng chỉ ở đường kẻ nền nhà và đường kẻ trần nhà của như thế nào, thì chúng ta có thể thấy là hai đường này chúng đang song song với nhau, còn hai cái đường chỉ cột và đường thẳng giữa hai cột này nó đang cắt nhau tại một điểm. Thì qua đó mình để dẫn dắt học sinh đi vào bài mới. Đây mình sẽ ẩn ẩn bớt đi để cho nó trở nên đẹp. Sau khi có tình huống dẫn dắt vào bài mới thì chúng ta sẽ đến phần một la mã vị trí tương đối của hai đường thẳng.
vị trí tương đối của hai đường thẳng. Đây các bạn hãy sụt xuống tách mở ngoặc nhé. Các bạn căn cho nó đều và chuẩn. Sau đó các bạn khóa đối tượng lại rồi thiết lập để đổi sang màu trắng. Sau đó các bạn sẽ tiến hành để vào bài mới. Lúc này để vào bài mới các bạn sẽ sử dụng cái file giáo án mình vừa đã chuẩn bị từ vừa trước. Ở đây thì mình sẽ đến với hoạt động 1. Đó là trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng delta 1 x trừ 2y cộng 3 bằng 0 và delta 2 3x trừ y trừ 1 bằng 0. Phần A là điểm M 1 2 có thuộc cả hai đường thẳng nói trên hay không. Thì đợt bây giờ mình lần lượt mình sẽ cốp từng cái một nhé. Đầu tiên là mình sẽ có phần hoạt động 1, đề bài hoạt động 1 đã. Thì đây cốp chúng ta sẽ chuyển xong, mình sẽ ấn vào map tay. Sau đó ấn vào các bạn ấn vào tổng text nhé, để cho nó chuyển sang những câu lệnh LaTeX để chúng ta copy vào trong game, mà trong game thì chỉ gõ dựa trên lệnh LaTeX mà thôi. Sau khi được chuyển sang bằng cách ấn vào tổng text, các bạn bấm vào Ctrl H, bấm vào chữ, các bạn nhập cho mình chữ đô la nhé, rồi ấn vào Reflect O. Sau đó bạn nói OK, rồi bạn bấm X. Sau đó các bạn bấm Ctrl C cho mình, Ctrl C để sao chép. Sau đó trở lại vào phần mềm game, các bạn chọn vào chèn chữ, chọn vị trí cần chèn, các bạn bấm gạch sược text mở ngoặc, các bạn bấm Ctrl V thì ở đây nó sẽ hiện cho mình đề bài khi bạn bấm OK. Nhưng mà các bạn thấy nó không đẹp đúng không? Thì bây giờ làm sao để cho đẹp, thì để cho cái delta 1 này xuống thì các bạn hãy vào lại cho mình cái vờ, các bạn hãy chọn con trỏ di chuyển vào lại cho mình cái này, ấn hai lần vào đó. Các bạn chỗ hai sau hai chấm các bạn cho mình thêm hai dấu sượt sượt nhé để cho nó xuống dòng đó. Thì lúc này bài toán của mình sẽ trở nên đẹp hơn. Lúc này các bạn hãy chọn vào thiết lập màu sắc, chọn máu, chọn màu trắng. Sau đó các bạn kéo lên và khóa đối tượng lại cho đẹp. Tiếp theo vào lại cái phần giáo án. Giáo án thì ở đây phần A nhỏ, hoạt động một phần A nhỏ thì mình có câu hỏi là điểm M12 có thuộc cả hai đường thẳng nói trên hay không. Lúc này mình cũng ấn sang tổng text. Sau đó mình bấm Ctrl H, nhập chữ đô la và ấn Gblack. Sau đó bấm Ctrl C. Ở đây mình bấm lại tổng text này. Ở đây mình sẽ bấm lại tổng text nhé. Sau đó bấm Ctrl C. Rồi vào đây các bạn chọn chèn chữ. Các bạn nhập sược text bằng nhọn Ctrl V. Sau đó bấm OK. Thì điểm M có thuộc hai đường thẳng nói trên hay không, các bạn ấn vào con trỏ để kéo nó sang cho nó xuống dưới cho đẹp. Sau đó khóa đối tượng lại và chuyển màu cho nó, ấn thiết lập, chuyển màu sắc, chọn màu trắng. Sau đó thì học sinh sẽ giải phần này, mình sẽ cho học sinh giải bài phần này. Thì lúc này học sinh sẽ giải, sau đó mình sẽ chữa
Ở đây mình sẽ có đáp án luôn của nó. Các bạn sẽ bôi đen vào cái phần đáp án mà mình cho học sinh xem nhé. Bấm vào tổng text lần nữa. Thì lúc này nó sẽ chuyển hết cho mình sang dạng của LaTeX. Các bạn ấn cho mình Ctrl H. Ở chỗ fill what các bạn là nhập lệnh đô la. Sau ấn Z và O. Ấn Z. Sau ấn OK. Các bạn bấm Ctrl C. Sau đó các bạn di chuyển sang vào VWebla. Các bạn chọn lệnh chèn chữ. Ở đây các bạn bấm sửa text mở ngoặc nhỏ rồi ấn Ctrl V. Thì lúc này khi mà mình làm ấy thì nó sẽ bị zip vào nhau. Vậy để tránh cái lỗi zip ấy thì các bạn hãy sử dụng cho mình dấu sượt sượt vào mỗi đoạn mà các bạn muốn cho nó xuống dòng nhé. Đây mình sẽ cho luôn này. Sau khi mình đã thêm dấu sơ sơ mình bấm OK. Thì lúc này nội dung phần phần A nhỏ chữa bài mình đã được vào Elevra. Lúc này các bạn khóa đối tượng lại và chuyển sang màu trắng. Sau khi hướng dẫn học sinh làm phần A nhỏ, mình sẽ chuyển sang phần B nhỏ. Mình lại ấn vào giáo án. Phần B này là giải hệ của phương trình này. Các bạn bôi đen nó, ấn vào tổng text. Sau đó bấm Ctrl H, nhập lại chữ đô la. Rồi ấn Replace All. Sau các bạn bấm Ctrl C. Lúc này lại vào VWebra. Các bạn chọn chèn chữ. Chọn sửa text. Mở ngoặc nhọn Ctrl V. Sau đó các bạn bấm OK. Thì lúc này nó sẽ ra giải hiện phương trình. Các bạn bấm di chuyển kéo sang. Sau đó là khóa đối tượng lại và chuyển đổi nó sang màu trắng. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho học sinh giải cái hệ này. Sau khi giải cái hệ này thì chúng ta sẽ chữa cho học sinh. Các bạn lại trở vào phần giáo án chúng ta soạn ban đầu. Bôi đen tất cả cái phần lời giải, chuyển sang tổng text. Sau đó các bạn kiểm tra xem có chữ đô la không. Ở đây không có đô la này. Thì hôm nay các bạn bấm cho mình là Ctrl C. Sau đó ấn vào đây các bạn chọn chèn chữ. Các bạn nhập cho mình sổ xuống text mở ngoặc nhọn ấn Ctrl V. Lúc này có khá nhiều bước, vậy chúng ta sẽ làm lần lượt. Từng bước một. Mình sẽ thêm những cái dấu sượt sượt để cho nó xuống dòng nhé. Các bạn chú ý những cái vị trí của nó. Sau khi thêm xong bạn bấm OK. Sau đó chọn di chuyển. Kéo lên. Khóa đối tượng.
sau đó chuyển màu cho nó. Các bạn chuyển sang màu trắng nhé. Sau khi làm xong phần B, các bạn sẽ chuyển sang phần C cho mình. Phần C là lúc này là các bạn hãy chỉ ra mối quan hệ giữa delta 1 và delta 2, các bạn cứ bấm vào tổng thể. Sau đó bấm vào Ctrl H, bởi vì đây mình thấy cái đô la này. Các bạn bấm vào Ctrl H nhập cái đô la cho mình để loại bỏ cái đô la đi. Bấm Z. Ok. Bấm X. Các bạn bấm Ctrl C. Xong vào Gel. Các bạn chọn chèn chữ. Chọn sửa text. Mở ngoặc. Ctrl V. Xong bấm Ok. Nó sẽ ra khỏi phần C. Chỉ ra một quan hệ. Đây là mình thấy nó khá là dài. Mình sẽ chuyển cái này xuống nhé, bằng cách bấm sửa 2 lần. Tiếp theo đó mình sẽ khóa đối tượng lại và chuyển sang màu trắng. Xong bấm dấu X. Vậy là mình sẽ có phần C. Và từ phần C này mình sẽ giúp cho học sinh hiểu ra được bài toán. Đó là từ đó có thể ra được mối quan hệ giữa tọa độ giao điểm của delta 1 và đường thẳng delta 2 với nhiệm của hệ phương trình trên. Thì sau đó mình sẽ chọn lời giải để dán vào. Ở đây các bạn cũng cần tương tự boolean tất cả cái thứ mình cần cho vào, bấm tổng text. Sau đó các bạn nhìn xem có dấu đô la không, nếu không có dấu đô la các bạn bấm Ctrl C. Sau đó đi vào GeoGebra. Các bạn chọn chèn chữ. Và bấm sửa xuống, text mở ngoặc, Ctrl V. Hôm nay các bạn hãy tách nó ra nhé, để cho nó dễ nhìn. Dùng dấu sửa sửa. Sau đó bấm OK. Ở đây thì mình có thể thấy là nó đang bị che mất màn hình của chúng ta ấy, nên chúng ta sẽ sửa lại một chút. Bấm vào đấy. Vừa nãy mình đã cho hai dấu sửa của chữ do này. Vậy để cho nó cân bằng thì mình sẽ sau cái chữ 2. Nên mà là giao điểm của 2 mình sẽ cho nó xuống dòng nhé. Sau đây mình cho hai số đây nhé. Đó. Thì tiếp theo đó là mình sẽ khóa đối tượng lại và chuyển sang màu trắng. Sau khi làm xong 3 hoạt động của mình thì các bạn học sinh đã dường mường tượng hiểu ra đó là cách xác định vị trí của 2 đường thẳng, thì nó chính là tọa độ giao điểm của cái hệ phương trình chứa 2 đường thẳng đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ đưa ra một nhận xét để cho học sinh hiểu sâu hơn, đó là mỗi đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ là tập hợp các điểm có tọa độ thỏa mãn bất phương trình của đường thẳng đó. Vì vậy chúng ta sẽ quy bài toán tìm giao điểm của 2 đường thẳng về bài toán giải hệ phương trình gồm 2 đường thẳng tương ứng. Các bạn bấm vào tổng tách. Bấm Ctrl C. Sau đó đi vào bài. Chọn chèn chữ. Bấm sượt xuống. Tách mở ngoặc Ctrl V. Lúc này chúng ta hãy
chia cho nó khoảng phù hợp nhé. Bấm sực sực để xuống dòng này. Sau đó bấm OK. Mình sẽ có một số sực ở đây. Chọn OK. Mình sẽ kéo chỉnh nó phù hợp nhé. Cái phần nhận xét này mình sẽ ghi bằng phấn vàng nhé. Mình sẽ khóa đối tượng lại. Sau đó là mình sẽ thiết lập cho nó màu vàng. Sau khi nhận xét rồi thì mình sẽ đưa ra kết luận của bài toán này. Đó là trên một phẳng tọa độ này, chúng ta có hai đường thẳng theta 1 là a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0 và đường thẳng theta 2 là a2x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Lúc này thì tọa độ giao điểm theta 1 và theta 2 chính là nhiệm của phương trình a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0 và a2x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Lúc này học sinh sẽ hiểu rằng theta 1 cắt theta 2 tại một điểm x, m, x0, y0 khi hệ phương trình sao của chúng ta là hệ phương trình có nhiệm duy nhất, và theta 1 song song với theta 2 khi cái hệ phương trình sao này không có nhiệm nào, tức là vô nhiệm, và 3 là theta 1 trùng với theta 2 khi hệ sao có vô số nhiệm. Lúc này mình sẽ copy cái kết luận mình nhé. Các bạn chọn tổng tích. Sau đó các bạn thấy có rất nhiều chữ đô la đúng không? Các bạn bấm Ctrl H. Các bạn nhập cho mình lệnh đô la. Rồi ấn Gplex O, ấn đồng ý, sau đó ấn dấu X, rồi các bạn bấm cho mình Ctrl C, sau đó đi vào đây các bạn bấm chèn chữ, bấm sược tách mở ngoặc, bấm Ctrl V. Hôm nay chúng ta sẽ chia đều cho chúng. Chúng ta bấm sược sược cho xuống dòng nhé. Khi đó tọa độ giao điểm là nhiệm của phương trình. Hệ sao có nhiệm duy nhất. Đó. Hệ sao vô nhiệm này. Các bạn chú ý dấu chấm để cho nó xuống dòng nhé. Sau đó ấn X và ấn OK. Thế mà chúng ta đã có kết luận của nó đây. Các bạn kéo lên trên và ấn khóa đối tượng. Sau đó thiết lập để chỉnh màu sắc cho nó. Ở đây là kiến thức cần nhớ. Thế là mình sẽ để cho nó sang màu đỏ nhé. Đây là màu đỏ hơi tối. Đây là kiến thức trọng tâm, mình sẽ để sang màu xanh nhé. Thì lúc này mình đã làm xong hoàn toàn phần dạy cho học sinh về vị trí tương đối của hai đường thẳng. Và bước quan trọng nữa để chúng ta vừa kết hợp giảng bài vừa dạy học sinh, đó là chúng ta sẽ tạo thanh trượt cho nó. Các bạn kéo lên đầu bài nhé. Lúc này chúng ta sẽ tạo thanh trượt từng phần cho nó này. Thì để tạo thanh trượt thì các bạn bấm vào thanh trượt. Ở đây là mình sẽ để là từ 0 đến 35 đi. Các bạn bấm OK. Thì cái thanh trượt này sẽ giúp các bạn, nó sẽ hiện những cái phần mà các bạn muốn cho lên ấy. Đầu tiên là mình sẽ muốn hiện cái phần tiết 70 bài 20 này. Các bạn dí vào tiết 70 bài 20. Các bạn bấm cho mình thiết lập và các bạn bấm vào nâng cao để tạo điều kiện cho nó. Ở đây thanh trượt của mình là A, vậy là điều kiện của mình sẽ để là A bằng 1 hoặc là A lớn hơn 1 đi. A lớn hơn hoặc bằng 1. Đây mình sẽ nhập trong này.
chọn sang ABC để chọn chữ A lớn hơn hoặc bằng 1. À, đây là bắt đầu từ 1 nên phải để A lớn hơn bằng 2 nhé. Thiết lập, nâng cao, điều kiện đó là A sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Lớn hơn hoặc bằng 2. Thiết lập này, nâng cao này, điều kiện này, A lớn hơn hoặc bằng 2. Rồi các bạn bấm thêm ở đây nhé để cho nó chạy. Lúc này cái đấy sẽ bị mất đi. Chỉ khi nào mình kéo cái thanh trượt này ra 2 này, đó thì nó mới hiện cái tiếp 70. Sau đó cái phần kiểm tra bài cũ này cũng tương tự này, mình sẽ ấn thiết lập, nâng cao, điều kiện là A lớn hơn là bằng 3. Đó. Tiếp theo cái hình của mình cũng để điều kiện thiết lập, nâng cao, điều kiện của mình là A lớn hơn bằng 4. A lớn hơn hoặc bằng 4. Để lấy ví dụ cho hai đường thẳng chân cột tường và nền nhà cắt nhau á, thì mình sẽ ẩn nó đi cũng tương tự luôn. Thiết lập, nâng cao, màu, điều kiện đây sẽ là A lớn hơn hoặc bằng 5. Tương tự về đường chân tường cũng thế, thiết lập, nâng cao, điều kiện là A lớn hơn hoặc bằng 5,5. 5,5. Sau khi hướng dẫn vào bài mới thì chúng ta sẽ ấn cho nó hiện phần 1, đó là vị trí tương đối của hai đường thẳng. Các bạn chọn thiết lập, chọn nâng cao, điều kiện nó là với A lớn hơn 5,5, bây giờ A sẽ lớn hơn 7. A lớn hơn hoặc bằng 7. Sau đó mình sẽ dẫn vào hoạt động 1. Nâng cao, điều kiện của mình sẽ là A lớn hơn hoặc bằng 8. Tiếp sau đó vào phần câu hỏi đầu tiên của phần hoạt động 1. Bấm thiết lập, nâng cao, điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 9. Tiếp sau đó ấn vào lời giải của phần phần A nhỏ trong phần hoạt động 1. Bấm thiết lập, chọn nâng cao, chọn điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 10. Tiếp theo đó mình bấm vào giải hiện, bấm vào thiết lập, nâng cao, điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 11.
Sau đó đến lời giải của phần B nhỏ. Các bạn chọn thiết lập nâng cao. A lớn hơn bằng 12. Tiếp theo đến là phần C nhé. Các bạn vẫn tương tự và thiết lập chọn nâng cao, chọn điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 13. Sau đó lại giải câu C này, bấm vào thiết lập nâng cao điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 14. Lúc này thì cái nhận xét của chúng ta sẽ là A lớn hơn bằng 15. Tiếp theo là phần kết luận cuối cùng. Thiết lập màu sắc và nâng cao A lớn hơn bằng 16. Vậy là mình đã ẩn tất cả các phần đi nhé. Vậy bây giờ để hiện làm thế nào? Các bạn kéo lên này. Chào các bạn nhá. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo nên một bài dạy GeoGebra. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nút và dạy bài 20 vị trí tương đối giữa hai đường thẳng góc và khoảng cách nhé. Vậy đầu tiên để tạo nút được thì các bạn ấn cho mình vào chỗ thanh trượt, các bạn chọn chèn nút. Sau đó các bạn chọn một vị trí. Ở đây các bạn hãy đặt tiêu đề là A theo thanh trượt của mình. Thì đây sẽ hiện ra một cái nút 1. Ở đây thì các bạn thiết lập cho cái nút 1 đấy. Các bạn vào soạn thảo, chọn A bằng A cộng với 1. Sau đó ấn nút này để chọn. Sau đó ấn dấu X. Thì lúc này thay vì việc mình phải kéo cái con trượt này thì chúng ta có thể bấm vào nút 1. Đó, thì nó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sau đây mình sẽ dạy bài này nhá. Chào mừng các em đến với bài dạy ngày hôm nay, tiết 70, bài 20, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng góc và khoảng cách, tiết 1. Sau đây, thầy xin mời một bạn lên kiểm tra bài cũ. Ở buổi trước chúng ta đã học bài phương trình đường thẳng, vậy bạn nào cho thầy biết phương trình đường thẳng là gì nào? Thầy mời bạn Đức Anh nào. Sau khi bạn trả lời là thầy sẽ hỏi thêm thế nào là phương trình pháp, thế nào là vector pháp tuyến. Lấy cho thầy một ví dụ vẽ hình liên bảng và thế nào là vector chỉ phương. Hãy lấy thầy ví dụ và vẽ hình liên bảng. Sau khi phần kiểm tra bài cũ thì thầy sẽ đến với một ví dụ. Thầy sẽ cho các em một bức ảnh. Trong cuộc sống thì những nhà kỹ sư thì thường thiết kế ra một ngôi nhà thì họ cần phải có bản vẽ. Vậy để trong cái bản vẽ của ngôi nhà đó thì lại thường sử dụng rất nhiều những yếu tố hình học và yếu tố toán học, đặc biệt đó là những đường thẳng. Sự xuất hiện của những đường thẳng trong một bản vẽ là rất là nhiều và là một yếu tố không thể thiếu của mỗi bản vẽ, như trong hình thầy vừa chiếu trên bảng dưới đây là một bản vẽ của thiết kế một ngôi nhà 3 tầng, họ đang thiết kế được đến 2 tầng rồi. Như các em có thấy thì ở đây thầy có một đường thẳng, đó là đường thẳng nền nhà của tầng 2 với đường thẳng mép nền nhà của tầng 3. Hai đường thẳng này đang có vị trí gì với nhau nào? Thầy mời một bạn nào. Thầy mời bạn Huyền đi. Thì hai đường thẳng này đang có vị trí song song với nhau, đúng không? Tiếp theo là thầy có hai đường thẳng. Thầy có một đường thẳng là đường cột chân tường. Một đường thẳng là đường cột của tường
Một đường thẳng là cột của nhà và một đường thẳng là nền của ngôi nhà. Hai đường thẳng này đang có vị trí thế nào các em? Đó là vị trí cắt nhau, chúng đang cắt nhau tại một điểm. Vậy thế nào là vị trí tương đối giữa hai đường thẳng? Chúng ta sẽ vào bài ngày hôm nay. Bài đến phần một la mã vị trí tương đối của hai đường thẳng. Hoạt động 1, trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng delta 1 x trừ 2y cộng 3 bằng 0 và delta 2 3x trừ y bằng 1 bằng 0. Các em làm theo hoạt động 1 à? Phần A nhỏ, điểm M có tọa độ là 1, 2, có thuộc cả hai đường thẳng nói trên hay không? Vậy để giải quyết phần A này, các em hãy thay điểm M vào từng đường thẳng delta 1 xem nó có thuộc đường thẳng delta 1 hay không, và thay nó vào đường thẳng delta 2 xem nó có thuộc đường thẳng delta 2 hay không. Sau khoảng thời gian 5 phút thì các em đã thay và đưa ra lời giải. Thầy giáo sẽ gọi một đến hai bạn lên giải. Sau đó thầy giáo sẽ chữa bài của hai bạn và đưa ra kết quả trên màn hình. Lúc này thì thầy sẽ thay tọa độ điểm M 1 2 vào phương trình theta 1 thì thấy là kết quả sẽ bằng 0 0 luôn đúng, tức là điểm M thuộc đường thẳng theta 1. Tương tự thay vào đường thẳng theta 2, vậy điểm M cũng thuộc đường thẳng theta 2. Vậy suy ra là điểm M thuộc cả hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Sau đó là phần giải hệ. Phần B là giải hệ. Học sinh hay giải hệ là x trừ 2y cộng 3 bằng 0 và 3x trừ y trừ y trừ 1 bằng 0. Giải hệ này thì học sinh sẽ xử lý như sau. Các em sẽ có thể sử dụng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số để giải hệ. Sau khi thầy cho học sinh làm bài thì thầy sẽ giải hệ. Ở đây là thầy sẽ sử dụng phương pháp đó là cộng hoặc là trừ đại số. Thầy sẽ lấy với 2 trừ đi với 1. Và tìm được nghiệm của hệ phương trình là 1 và 2. Sau đó đến với phần 3 của hoạt động 1, đó là chỉ ra mối liên hệ giữa tọa độ giao điểm của delta 1 và delta 2 với nghiệm của hệ phương trình. Lúc này thầy sẽ gọi bất kỳ các bạn học sinh nào để trả lời phần C, câu hỏi phần C. Ở đây học sinh thể nhận ra là ở phần B, nghiệm của đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2 là điểm M 1 2 thì chính là nghiệm của hệ phương trình của hai đường thẳng đó. Thì lúc này sẽ đưa ra kết luận. Từ đó thì chúng ta sẽ có một nhận xét, đó là mỗi đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ là tập hợp những điểm có tọa độ thỏa mãn phương trình của đường thẳng đó. Vì vậy, bài toán tìm giao điểm của hai đường thẳng được quy về bài toán giải hệ gồm có hai phương trình tương ứng. Lúc này thì thầy giáo sẽ đưa ra kết luận. Đó là trên mặt phẳng tọa độ xét hai đường thẳng delta 1 là a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0 và delta 2 bằng a2x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Khi đó thì tọa độ giao điểm của delta 1 và delta 2 chính là nghiệm của hệ phương trình a1x cộng b1y cộng c1 bằng 0, a2x cộng b2y cộng c2 bằng 0. Khi mà học sinh giải hệ này thì đây là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì khi mà giải hệ này thì sẽ ra có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là hệ phương trình có một nghiệm duy nhất. Nếu mà phương trình có một nghiệm duy nhất là x0, y0 thì chứng tỏ đường thẳng delta 1 sẽ cắt đường thẳng delta 2 tại chính cái điểm M x0, y0 đó. Đến trường hợp thứ hai đó là cái hệ phương trình này vô nghiệm, tức là không có nghiệm nào, thì tức là hai cái đường thẳng delta 1 và delta 2 sẽ song song với nhau. Và trường hợp 3 đó là hệ phương trình có vô số nghiệm, tức là khi đường thẳng delta 1 và delta 2 chúng trùng với nhau. Vậy để các em dễ hiểu hơn thì thầy sẽ lấy ví dụ vẽ bằng đường thẳng luôn nhé. Vậy để lấy ví dụ các em hãy vào phần đồ thị 2. Sau đó là nhân tọa độ cho nó dễ nhìn nhé. Ở đây thì thầy sẽ có một đường thẳng này. Đường thẳng đầu tiên của thầy là
3 phương trình đường thẳng đầu tiên thầy là 3 căn 2x cộng căn 2y trừ căn 3 bằng 0. 3 căn 2x 3 căn 2x cộng căn 2y cộng căn 2y trừ trừ căn 3 bằng 0. Đây là phương đây là đường thẳng thứ nhất của thầy. Và thầy có một đường thẳng thứ hai, đó là 6 cộng 6x cộng 2y trừ căn 6. 6x cộng 2y trừ căn 6 bằng 0. Lúc này các em có thể nhìn thấy này, hai đường thẳng EQ1 và EQ2 khi mà thầy vẽ chúng đang nằm chồng lên nhau, tức là hai cái đường thẳng này chúng đang có vô số nhiệm. Vậy tức là hai đường thẳng này là hai đường thẳng trùng nhau. Vậy phương trình đường thẳng của đường thẳng EQ1 và đường thẳng EQ2 là hai đường thẳng trùng nhau. Vậy tiếp theo thầy sẽ xét một phương trình đường thẳng khác nhé. Nếu mà thầy có thêm một cái phương trình đường thẳng 3 nữa, đó là x trừ 2y cộng 1 thì đây thì chúng ta thấy là được cái đường thẳng EQ3 của mình. EQ3 của mình và cái đường thẳng EQ2, hai đường thẳng này chúng ta cắt nhau tại một điểm đúng không? Vậy để xác minh điều đó có đúng hay không thì các em hãy thử giải hệ của phương trình của đường thẳng EQ2 và EQ3 để tìm xem cái điểm nghiệm của chúng ta là điểm điểm nào. Các em sử dụng máy tính và giải hệ phương trình là 6x cộng 2y trừ căn 6 bằng 0 và 1x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Từ đó sẽ tìm được cái điểm nghiệm chung của nghiệm duy nhất của hệ phương trình đó, thì nó chính là điểm điểm cắt giữa đường thẳng delta đường tức đường thẳng EQ2 và đường thẳng EQ3. Sau đó thì các em hãy mở sách giáo khoa trang 41 và làm cho thầy bài 7.7 sách giáo khoa trang 41 vào vở nhé. Sau đó thì về nhà các em hãy thực hành lại trên phần mềm Gale để kiểm chứng lại các đường thẳng xem có đúng như vậy không, và làm bài tập từ bài 7.8 đến bài 7.12 vào vở.